ông cha tôi để lại từ thế hệ nọ truyền tới hệ kia, xong bắt đầu là đến đời tôi. Lương làm sao mà đủ được cho các con ăn học cái thời đó, là vì thế thì nhà mình có sẵn cái nghề này thì cứ coi như là thế hệ đó lối thế hệ kia. Nói chung là chú làm cái này thì cô nào cũng thích cả, vẫn là hoạt động chân tay thôi, nhưng nó cũng giống nhau thôi, nó chả khác gì ở cái là mình làm nó phải làm thì phải kiên trì khâu đạo phải thế. Thì bắt đầu sơn, đầu tiên ta phải sơn vẽ cái mõm này trước, cái mõm mang ra phơi khô ta mới tiếp tục sơn cái hoa này. Sơn cái hoa xong thì ta lại sơn cái mặt. Đấy, nó từng chi tiết một để mang ra phơi nó khô. Nhưng chúng tôi không sơn một mặt như này thì nó lâu. Mà ví dụ như 100 con trâu hay 200 con trâu, mình sơn một loạt xong mình chuyển sang cái kia gối đầu là mình. Thực sự thì nói về là một người nghệ nhân đấy, làm cái mặt nạ giấy bồi này thì tôi cũng mong là ví dụ nhân dân mình, người Việt mình đấy, quan tâm đến những các cái hàng truyền thống của Việt Nam mình hơn. Thế mỗi khi mà đi chợ rằm Trung Thu chẳng hạn như thế mà mua cho các con hay là các cháu thì mình sẽ giảng giải cho các con các cháu là cái thời xưa đời ông bà hay đời bố mẹ chẳng hạn này muốn mua cái mặt nạ này nhưng mà cũng không có điều kiện, đấy là cái niềm mơ ước của mình. Nhưng đến thời nay các con thế hệ hiện đại rất là sướng, vì thế các con mua gì thì mua nhưng vẫn mua một cái mặt nạ truyền thống này để ủng hộ cho gia đình, và đấy cũng là một cái động lực để chúng tôi là nghệ nhân, chúng tôi còn sức khỏe thì chúng tôi cố gắng chúng tôi làm gìn giữ cái nét đẹp của ông cha ta để lại của Việt Nam. Trung Thu vui vẻ.